Chưa tới Halloween mà đã chơi hóa trang rồi à? Anh đã bèo cái đầu anh á. Tôi nói với anh á là tôi bị cướp. Nó cướp cái điện thoại của tôi rồi kìa. Này, cô đừng có mà giả điên nhé. Cậu có thấy tôi đổi giọng cũng không thoát được từ đâu. Trả tên tôi. Tôi đã nói là nhầm người rồi mà. Nhầm cái đầu của cô ấy. Hello Annabelle. Annabelle đã béo cái đầu anh á. Chết rồi đi. Annabelle. Lại là Annabelle. Tôi rất thích mấy biểu cảm của cô nhá. Như này này. Annabelle. Cô gặp ma hay sao mà cứ núp núp thế? Cảm ơn Annabelle. Phần thưởng cho cô một miếng. Ăn đi Annabelle. Cô lại lên cơn muốn tiêu diệt tế bào não. Tiêu đi. Giúp đi, giúp đi. Không cần. Xem này này. Annabelle cũng chỉ bị cảm thôi mà. Nhờ. Chứ không phải là bệnh dịch diệt chủng loài người đâu. Ngưng kỳ thị. Ok. Nó chạy luôn rồi. Đúng một cái đồ lưỡi con sương mà.